Vợ chồng ông Trương Văn Ngơi ở thôn ba xã Phú Long, nho quan Ninh Bình, sinh được ba người con, thì chẳng may Trương Văn Thành bị mắc di chứng chất độc màu da cam, đôi chân co quắp, thành vô dụng. Từ nhỏ, Thành đã phải đi bằng tay, lê lết trong mặc cảm tàn tật, nỗi buồn cứ tròn vo. Cho đến một ngày, ông trời bù đắp lại cho anh không chỉ có một đôi chân mà có tới hai đôi chân. Bốn cái chân đó, to như thân luồng, vững như bàn thạch, đen nhóng đen nhánh, bốn cái chân của con trâu đực mang trong mình trái tim người. Chuyện rằng, con trâu cái của nhà ông ngơi trong một lần lấy giống với con trâu Mura gốc Ấn Độ của nông trường Phùng Thượng đã đẻ ra một đứa con nghé lai rất đẹp năm 2005. Nghé non trở thành đứa con út của ba mẹ trâu bởi sau đó nó bị bệnh không thể sinh nở được nữa. Mang trong mình dòng máu lạ, nghe lớn nhanh như thổi, mới 5 tháng tuổi nó đã nặng tới 1,2 tạ, được người ta ngã giá 5 triệu đồng tương đương hơn một cây vàng hồi ấy, nhưng ông bà nhất định không bán vì thấy thằng Thành suốt ngày cuốn quýt với con trâu này. Con nắm cỏ mật non nào, nó cũng dành cho con trâu, buổi nào chăn, nó cũng đòi đi cùng. Thành đã huấn luyện cho con vật trở thành một chú trâu khôn nhất trần đời. Con trâu có cái tên độc đáo là đực. Động tác đầu tiên anh huấn luyện cho nó là biết cục đầu xuống để chủ dùng tay bám vào sừng, đu lên cổ rồi chém chệ trên lưng động tác này ngốn mất của thành đúng hai tháng dòng phú long vốn là miền núi vùng sâu vùng xa địa hình chắc trở chia cắt bởi nhiều suối nhất là khi vào mùa mưa châu vốn là loài thích nước bơi rất giỏi nhưng lặn ngụp thì không vì thế mỗi khi xuống suối thành lại tranh thủ kỳ lưng cho châu rồi từ từ ấn mõm nó xuống nước theo bản năng sợ chết khi mồm ngập trong nước bao giờ con vật cũng cố ngẩng đầu lên hất tay người ra từng tí từng tí một ngày tiếp ngày tháng nối tháng, cuối cùng cả cái đầu trâu cũng chìm xuống nước được rất lâu. Con vật đã thành thục kỹ năng lặn, đó chính là bước tiếp theo để nó cúi sâu xuống nước cho người chủ treo lên đầu vượt sông, băng suối khi mùa lũ. Nhà thành vốn có nghề đi xe trâu, yếu trâu còn hơn là khỏe bò, cái xe trâu khi chở đầy hàng thường nặng đến trên một tấn. Để có thể nhấc được eo càng xe lên vai cho châu kéo, cần phải tới hai người lớn đỡ. Tàn tật như thành thì đừng mơ có thể làm được việc này. Thế mà sau khi được tập đi tập lại động tác kỳ thừng cho cuối đầu, ngoắc sừng vào eo càng xe, con vật đã tự nhắc càng bó lên vai mình, gọn gàng như một diễn viên xước. Chiếc xe châu còn lùi lại được như một cái ô tô. Bình thường muốn lùi xe, người điều khiển phải nhảy xuống đất mà kéo thừng, lôi châu đi giật ngược về phía sau. Thế mà thành cứ điếm nhân ngồi trên càng xe, giật nhẹ dây thừng là nó lùi thẳng tắp, chuẩn xác đến từng căng tay. Ngoài ra, con vật còn biết lấy sừng, cài vào gốc rắn để bày cú lên, khéo léo chẳng kém gì tay người. Vậy là từ đó, thành hành nghề say trâu. Nhìn từ xa, chẳng thấy bóng chủ, mà chỉ thấy bóng trâu cứ lầm lũi làm, hệt như có một người tí hon ngồi trong tay trâu mà ra lệnh như trong chuyện cổ tích vậy. Đưa được, được đi cày, chẳng cần vắt với diệt, mà chỉ cần mấy cái dây thừng là nó đi. Khi gặp đá, là nó biết dừng, chứ không bao giờ để mẻ lưỡi cày. Càng lớn, con vật càng trổ mã và trở thành một chú trâu khổng lồ đẹp tuyệt. Bốn chân nó to như thân luồng, mỗi chiếc móng thì to gần bằng cái ấm tích, quá mông thì núng nính như hai cái thúng cỡ đại. Nó được thợ thịt cân bằng mắt là nặng trên chín tạ. Có lẽ đây là con trâu to vào hạng nhất nhì ở miền Bắc. Sức vóc trâu bình thường thì chỉ kéo cày được 3 sào rộng mỗi ngày là đã phì hơi, trồn gối. Nhưng đực thì mỗi ngày kéo được 5 sào, cứ băng băng kéo xe sắn, xe gạch nặng gần 2 tấn, không hề bị đuối. Cặp sừng của nó thì cong vòng như vầng trăng khuyết, ẩn giấu một sức mạnh vô song. Điều kỳ lạ là nó sở hữu tới 9 khoáy cửu long, tức là 9 con rồng, gồm 4 khoáy ở mỗi bên nửa thân, còn trên đỉnh đầu là một khoáy nữa. Đánh hơi thấy được món hơi hiếm có, dân chơi châu trọi đầu sơn đã nườm nượp đổ về, trả một mức giá không tưởng là 135 triệu đồng. 135 triệu đồng là một món tiền trong mơ đối với vợ chồng ông ngơi bởi vì họ nghèo sơ nghèo xác. Cái nhà mà Thành đang ở, bé tí bé tẹo, cũng mốc như một cái chuồng trâu. Đồ đạc bên trong, thứ giá trị nhất là cái xe lăn hơn 2 triệu đồng do một tổ chức từ thiện tặng. Thế nhưng, cứ như lời bán ngơi thì không thể bán được con đực, phần vì nó đứng đầu đứng số cho cả gia đình, phần vì thằng Thành đã cụt chân, giờ mất cả bốn chân nữa là thêm một lần cụt. Vậy là từ đó, con vật gắn với Thành như hình phê bóng. Đi xem phim hay đi tán gái, Thành cũng cưỡi con đực. Lúc vào nhà nói chuyện, con vật được buộc ở ngoài bờ rào. Nó ngoan ngoắt, đuổi ruồi đuổi mũi mà kiên nhẫn đợi chủ. Thế mà vợ chồng Thành nên duyên cũng cách đây tròn 6 năm. Hồi cô dâu mới về, đực cũng khen bóng khen gió kinh lắm. Nó ghét thúy, tức là tên của vợ Thành ra mặt. Mỗi lần chị đến bên chồng là nó xì mũi, phì phì để hăm dọa thế nhưng sau vài lần cho ăn nựng nịu sờ đầu gãi lưng thì nó cũng dần nguôi ngoay cái máu châu bò cục xúc đi rồi trở thành thân thiết với chị như thân với chính ông chủ của mình vậy thúy ra lệnh cục xuống liếc càng là con vật làm ngay hay cho xuống cho lên là nó cục đầu ngoan ngoãn như một con chó nhỏ bận đang đi kéo xe thấy một á à trâu cái dáng màu mỡ đi qua con được bỗng nhiên lên cơn động hớn miệng nó cứ ngấy ngọ nghé ngọ không ngớt chân nó khựng lại chẳng thèm đi Bực mình quá, thanh cho nó một que vào sừng rồi mắng. Không được thế. Chẳng biết có phải là do bị đòn đau hay là bị chủ mắng mà con vật ngoảnh đầu nhìn lại chủ, mắt đỏ hoe, rơm rớm nước. Thanh bảo mỗi khi kéo xe nặng rồi bị mắng, đực cũng thường đỏ mắt, khóc như vậy. Kể từ bận bị chủ mắng như thế, mỗi khi thấy châu cái đi qua, đực bước điếm nhiên như không hề có dục tính. Kiếp xe châu nghèo, dù có sở hữu một con thuộc loại đầu bảng thì mỗi chuyến xe cũng chỉ được 70.000 đồng, chờ càng ngày có khi cũng chẳng có khách. Chính vì thế, thu nhập của vợ chồng Thành chỉ đôi 3 triệu một tháng, luôn trong cảnh giật cấu vã va vai. Nhưng dù nghèo thì họ vẫn chăm sóc con vật với một thái độ gần gũi tha thiết hiếm có. Được khá là hành ăn, cù sắn nó không thèm động mõm mà chỉ thích cám cạo loại ngon. Thân ngô thật nõn rồi rắc lên trên đó tí muối cho mặn, đủ loại rồi nhưng ít là nó cũng hất cả chậu đi biết tính nó như thế nhưng thành vẫn rất chiều chuộng hễ thấy mũi khô là anh biết nó đang ốm phải chuẩn bị gọi thú y về tiêm chuẩn bị những thức ăn tươi ngon nhất cho nó bồi bổ. Thưa quý vị, tại một lễ hội dừa ở Bến Tre, nhiều du khách đã khá bất ngờ khi sự xuất hiện của một chú trâu có đến ba chiếc sừng. Đây là một con trâu của nông dân Phạm Văn Hải, ngụ ấp Quý Đức, xã Quý Điền, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre, được mua từ Campuchia với giá 74 triệu đồng. Con trâu này có gì đặc biệt? Mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Tìm về xã Cuối Điền, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre, hỏi thăm nhà anh Hải Lái Châu, tên thật là Phạm Văn Hải, 38 tuổi, ngụ ấp Quý Đức, thì người dân trong vùng ai cũng biết, bởi vì từ nhiều năm qua, anh Hải vốn nổi tiếng với nghề lái châu khắp cả Cù Lao Minh này, và đặc biệt, người đàn ông này còn sở hữu một con châu có ba sừng mà tất cả mọi người đều gọi là thần châu. Kể về kỷ niệm mua được con trâu ba rừng, anh Hải cho biết, từ khi hành nghề lái trâu bò, ngoài việc đi tìm mua tại khu vực địa phương cũng như các tỉnh lân cận, sang đất Campuchia để tìm mua trâu bò vì tại đây giá thành rẻ hơn. Vào một buổi chiều năm 2008, có một người quen ở Chanchea, riêng Campuchia, điện về báo, đang có kèo thơm, anh xem có qua mua được không nhé. Người đàn ông chỉ nói đến chừng đó rồi tắt máy, mặc dù cố gắng liên lạc lại nhưng vẫn không được. Vốn từ trước tới nay, người dân bản địa bên Campuchia rất ít khi gọi điện sang mua cho bò, nhiều nhất là mình liên hệ mua rồi nhờ họ dắt đến biên giới rồi thôi. Thế nhưng lần này lại có người gọi điện sang, chắc chắn phải có điều gì đó hay thì mới vậy. Do bận công việc nên anh Hải quyết định gọi cậu em họ là Phạm Văn Hương, 32 tuổi đến nhà bàn bạc rồi nhờ cậu em cầm tiền đi một chuyến sang Campuchia để xem hàng lạ. Theo dự tính, sáng hôm sau, anh Hương sẽ lên đường sang nước bạn để mua châu. Nhưng đến tầm cuối chiều, hai anh em anh Hải lại nhận được cú điện thoại từ người đàn ông khi sáng mới gọi. Người đàn ông này thúc giục phải sang gấp và kèm theo lời nói, có hàng độc lạ, nếu không sang gấp thì đừng có hối hận. Đến lúc này, anh Hương quyết định xuất phát đi luôn trong đêm hôm đó. Cầm theo ít vật dụng cá nhân, bỏ trong chiếc ba lô cũ kỹ, anh Hương bắt xe lên tỉnh Tây Ninh. Sau đó, nhờ một người dân dẫn đường sang biên giới. Lúc đầu, người đàn ông gọi điện bảo châu ở Chantia, nhưng khi đến nơi thì con châu đã được bán cho một người phụ nữ với giá là 5.000 rup, chừng là 25 triệu đồng Việt Nam. Việc này khiến anh Hương tỏ ra nghi ngờ bởi bình thường một con châu cao nhất thời điểm đó được mua của người bản địa cũng chỉ chừng 12-13 triệu đồng, nhưng con châu này lại được bán với giá gấp đôi. Trước thông tin đặc biệt trên, anh Hương liền gọi điện về thông báo cho anh Hải để hỏi ý kiến. Nghe hết câu nói về con trâu kỳ lạ này, anh Hải thích thú nên quyết định. Bao nhiêu cũng được, nhưng chú nhất định phải đem nó về đây. Liền sau đó, anh Hương bắt xe túc túc lên đường tìm con trâu đặc biệt này một lần nữa. Sau nhiều giờ ngồi trên xe túc túc, băng qua nhiều cánh đồng lúa rộng lớn, cuối cùng anh Hương cũng tới được ba vẹt. Tuy nhiên, khi hỏi về con trâu thì người phụ nữ mới mua được con trâu ba rừng ngày hôm trước của người dân lại cho biết đã bán cho ông cán bộ hoàng gia cảnh sát. Từng quá nhiều lần làm việc với những lái châu bản địa, anh Hương biết được ngay người phụ nữ này đang cố làm giá cho món hàng đặc biệt vừa mới sở hữu được. Sau một hồi nói chuyện, người phụ nữ đòi 20.000 TF tương đương 100 triệu đồng, đó là một số tiền quá lớn đối với một con trâu. Tuy nhiên, vì đã lỡ kết, sau khi kỳ kèo, anh Hương mua được con trâu đó với giá hơn 15.000 TF tương đương hơn 75 triệu đồng sau khi ngã giá thành công, anh Hương thuê người dắt châu qua biên giới, rồi thuê xe chở con châu đặc biệt này ra về. ngay sau khi thông tin con châu ba sừng độc nhất vô nhị được biết đến rộng rãi, số lượng người dân và các lái châu tìm đến nhà anh Hải ngày nào cũng đông như chảy hội. rồi các câu chuyện về con châu đặc biệt này bắt đầu được người dân theo dệt nên đủ mọi thể loại. trong đó, chuyện về xuất xứ của con châu kỳ lạ này đã khiến dư luận bàn tán xôn xao nhiều nhất. Một số người sau khi nhìn thấy con trâu độc nhất vô nhị này đã đồn thổi thêm lên và còn cho rằng chúng là những con trâu thần do thần Phật hiển linh xuống. Nhìn bên ngoài, con trâu do anh Hải sở hữu có hình dáng khá bình thường, nhưng ngoài hai chiếc sừng hai bên như những con trâu khác thì nó lại có thêm một chiếc sừng lớn mọc cạnh chiếc sừng phía bên phải. Điều đáng nói là thông thường ở những con trâu khác mọc sừng thứ ba thì chiếc sừng được mọc thêm này chỉ dừng lại ở việc có một chiếc sừng nhỏ trôi lên nhưng ở con trâu của anh Hải thì lại hoàn toàn khác. Cả ba chiếc rừng khá cân đối, có chiều dài và độ lớn gần bằng nhau. Chia sẻ về việc này, anh Hải cho biết việc con trâu có những đặc điểm lạ thì cũng là điều bình thường, nhưng chuyện thần Phật hiến linh thì anh hoàn toàn không tin. Người đàn ông này lý giải thêm, con trâu đực của tôi có tới ba cái sừng cân đối nhau, có thể là bởi vì nó bị biến dị gen nhưng thông thường những con vật biến dị gen chỉ sống được trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, con trâu ba sừng này lại vẫn sống như những con trâu bình thường, đến nay nó đã được gần 8 tuổi rồi. Ngay từ những ngày đầu mang trâu về, anh Hải đã được không ít người vì kết con trâu đặc biệt này đã quyết định hỏi mua nó với giá trên 100 triệu đồng, nhưng đều bị anh Hải khước từ lời đề nghị. Quan điểm của anh Hải, dù làm lái trâu, mặc dù cần nhiều tiền, tiền lãi cũng cần tuy nhiên trong suốt cuộc đời của tôi đến nay may mắn sở hữu được con trâu kỳ lạ nên dù có trả bao nhiêu đi nữa tôi cũng không bao giờ chấp nhận bán